Hello, Tiên xin chào tất cả mọi người đang xem kênh Tiên Hồng Family nhé. Thì sáng hôm nay Tiên đi mua bún riêu về ăn nè cả nhà ơi. Đây, bún riêu giò heo với lại mua 1 ký mận để dành ăn này. Tiên rửa ngâm nước muối rửa sạch sẽ nè cả nhà. Đó, thì buổi sáng á, sau khi mà uống thuốc giảm ngán của bác sĩ rồi thì buổi sáng Tiên sẽ bớt ngán, giảm ngán, ăn được cả nhà, cho nên là sáng á, Tiên tranh thủ ăn lắm. Để thôi chiều á, là bắt đầu nó tới cơn ngán, chiều với lại tối là nó tới cơn ngán á, là ăn không có được. Nên là sáng á, Tiên hổm gày á, Tiên hết uống thuốc xong đó, Tiên giảm ngán cho nên là Tiên tranh thủ ăn. Thì đó, thì sau khi Tiên ăn bún xong thì Tiên sẽ chia sẻ với tất cả các bạn cái thuốc mà bác sĩ cho Tiên uống để giảm ngán đó, để giúp cho các mẹ bầu giảm ngán ăn uống được, để không thôi mất chất ở cả nhà. Tại vì Tiên thấy nhiều người mà 3 tháng đầu thai kỳ á, là hay ăn không được, rồi ngán nhiều, sụt cân rồi đó, ngủ không được này kia, giống như Tiên 2 tuần trước vậy đó. Đó, thì mời mọi người đón theo video này của Tiên nha. Mời cả nhà ăn bún riêu với Tiên nha. Đó. Wow. Bún riêu dụm heo, giò heo ăn cho có sữa cho bé bú nè cả nhà. Mặc dù là mới bầu thôi. Nói chứ Tiên thích ăn dụm heo á, tại vì da heo nó giòn giòn ngon ngon á, nó không có ngán như là thịt thịt ngán quá cả nhà. Đó. Sáng Tiên châm ly trà đường uống là cả nhà thấy ly trà đường là không có màu không? Tại vì Tiên sợ để nhiều trà quá uống nó khó ngủ. Tại vì trà này là trà bắc á, sợ uống nó khó ngủ nên là để lạc nhớt luôn. Uống miếng. Wow, ngon quá. Công nhận bầu á là khó ăn, khó chịu, khó ở, nói chung là khó ở. Ăn gì được, uống cái gì được là tranh thủ cố gắng mà ăn uống cả nhà. Mà cả nhà uống với Tiên nha. Từ giờ sáng thì ăn được lắm cả nhà. Buổi sáng, buổi trưa ăn được, bắt đầu từ xế chiều tối là không có đụng được cái gì hết trơn. Nó giống như là tới chiều tối là thuốc ngán nó hết tác dụng á, nên là ăn không được. Đi uống nước lọc cũng không được luôn cả nhà. Uống lọc vô là ói hết trơn. Để Tiên ăn xong á, rồi Tiên sẽ lấy cái thuốc của bác sĩ kê hồi bữa cho Tiên á, thuốc giảm ngán cho Tiên uống á, đi chia sẻ cho mọi người xem. Để mấy mẹ bầu nào mà bị ngán á thì đi ra tiệm thuốc tây mua mua uống nha cả nhà. Nếu mà các mẹ bầu sợ không dám ra tiệm thuốc tây mua á, thì mình đi phòng khám bác sĩ tư á, hoặc là bệnh viện tư, người ta sẽ cho mình thuốc giảm ngán. Còn các bạn mà đi đi khám mà khám dạng bảo hiểm nè, rồi khám bệnh viện công đó, thường người ta sẽ không có cho thuốc giảm ngán cho các bạn đâu ha. Tại vì bé Hơ lúc trước bầu bé trước Tiên cũng bị ngán nhiều như vậy nè. Rồi cái lúc đó là Tiên đi khám ở bà mẹ trẻ em, Tiên nói là bây giờ ngán quá trời luôn rồi, ngán dữ lắm luôn, không ăn được gì hết trơn á, bác ơi cho thuốc gì mà cho ăn được ngủ được giảm ngán á. Thì bác sĩ người ta kêu là về ăn ngán ăn cái gì không được á, thì đừng ăn cái đó, rồi kiếm cái gì ăn được thì ăn, như là ăn trái cây hoặc là bánh giờ thay cơm rồi đó. Nhưng mà thật sự là ngán mà không ăn gì được, đưa vô miệng được luôn mình xong ăn được, người ta không có cho thuốc giảm ngán đâu. Đó, bảo hiểm như là bệnh viện người ta không có cho, chỉ có đi tư ở ngoài á người ta mới cho. Hoặc là có chỗ cho, có chỗ không có cho luôn á các bạn. Tôi thấy nhiều mẹ bầu đi khám cũng nói với bác sĩ là ngán quá đó, nhưng mà chỗ đó người ta cũng không có cho thuốc giảm ngán. Cũng may mắn là cái chỗ Tiên khám đó, bác sĩ đó người ta có thuốc giảm ngán, người ta kê cho mình.
cũng được có hơn nửa cái tô bún rồi cả nhà. Nói chung ăn được vậy là mừng rồi. Để Tiên uống viên thuốc sắt đó nha. Chỗ bác sĩ của Tiên á, có tim thai là người ta đã cho uống thuốc sắt rồi đó cả nhà. Ngộ ha. Ủa không phải canxi chứ. Đây nè, canxi nano gì nè, phân hả, canxi nano gì á. Đây, 7 tuần có tim thai là uống canxi được cả nhà. Hồi đó Tiên nhớ Tiên bầu bé trước á là 3 tháng uống canxi được. Mà không biết sao bác sĩ này cho uống thuốc canxi nano trước lúc có tim thai luôn cả nhà. Viên thuốc nó dạng gì nè. Hả? Dễ uống lắm. Nói chung là phải bổ sung đầy đủ chất sắt, canxi đồ cho bé để không thôi bé không có đủ chất, với lại mình mà không ăn bổ sung đủ chất á là bé nó sẽ lấy từ trong cơ thể mình ra, làm cho người mẹ của mình sẽ yếu ớt hơn á, dẫn đến rụng tóc này kia. Tôi nghĩ vậy. Tôi sẽ ăn trái mận cái nha, rồi tôi sẽ chia sẻ cái thuốc đó cho mọi người nha. Mận này thì không có ngọt quá, cũng không chua. Tóm lại là bỏ tủ lạnh ăn ngon hơn mà chưa bỏ tủ lạnh nữa nha. Này mà tôi mới rửa nước muối xong mà chưa kịp để tủ lạnh á. Để tủ lạnh chưa ăn ngon bá trái luôn cả nha. Chiều ha, tôi mà ăn cơm không được chạy ra tôi ăn. Ăn mận. Dạng canxi hữu cơ dễ hấp thụ hơn, canxi nano đó cả nhà. Ở trong cái viên canxi này có, nó có cả vitamin D3, acid folic, DHA nè cả nhà. Cả nhà nhìn cái hiệu canxi này nha. Thì cả nhà ai mà bạn nào mà đang bầu á thì có thể đi ra hiệu thuốc mua cái hiệu này nè uống ha. Khi mà có tim thai là đã uống được rồi đó, bác sĩ đã cho uống canxi rồi đó cả nhà. Còn đây là thuốc sắt. Thuốc sắt của Tiên nè. Thuốc sắt thì Tiên để trưa mới uống. Uống riêng với canxi. Đây. Đây mới là cái phần quan trọng đây. Thuốc giảm ngén. Đây để Tiên dẹp cái này. Đây chính là cái thuốc giảm ngén, giúp Tiên giảm ngén khỏe ra rất là nhiều. Chắc khoảng khỏe được 70% đó cả nhà. Trước chưa uống cái thuốc này ha là mệt nè, ăn vô bị đau bụng, không ăn thì cào ruột, đau bao tử, khó chịu, thở không nổi, đi không nổi, ngồi không được, nằm cũng không xong. Thuốc này có tên là cái gì? Ruzena nè. Mỗi tối uống 2 viên nè cả nhà. Đó. Mình uống xong ha, tối mình ngủ rất là ngon. Rồi sáng mình khỏe lắm, mình ăn được, làm việc được luôn. Rồi chiều á, nếu mà ăn ngán nhiều giống như Tiên á, thì chiều, bắt đầu từ chiều tối á, nó thuốc nó hết tác dụng hay sao đó. Cái bắt đầu nó chiều tối là bắt đầu ngán lên là khó ăn. Nên sáng Tiên tranh thủ Tiên ăn là vậy đó. Đây, thuốc nó có hiệu là cái hộp nó như vậy nè. Nó ở trong nó là viên thuốc màu đỏ đỏ như vậy nè cả nhà.
mỗi lần uống 2 viên vào buổi tối trước khi đi ngủ. Đó. Đây. Mọi người có thể chụp lại cái hình ha. Cái hình của cái hiệu thuốc này nè, để đem đi ra đi ra cái tiệm thuốc tây á mua, hoặc đến phòng khám tư á nói với người ta là mình bị ngán nhiều vậy đó, nói với bác sĩ á, thì bác sĩ sẽ cho cái thuốc ngán, nhưng mà sẽ có chỗ cho, chứ có chỗ sẽ không có cho đâu nha cả nhà. Tôi cũng không biết sao kỳ vậy nè. Đây đó, còn đây là cái phiếu khám thai của Tiên nè, cái đơn thuốc đó đó, thì Tiên sẽ cho cả nhà xem cái đơn thuốc này nha, cái đơn thuốc này nha, để cả nhà biết là không phải là Tiên tự nhiên mà đi mua uống đâu nha. Tại vì bầu mà tự nhiên mà đi mua uống là người ta sẽ không có bán cho mình, hoặc là các bạn sẽ lo lắng rồi tự nhiên mà đi mua uống như vậy mà không có bác sĩ kê đơn thuốc, mà bầu tự nhiên đi uống như vậy lỡ có chuyện gì xảy ra làm sao. Đó, thì Tiên sẽ cho cả nhà coi cái đơn thuốc bác sĩ cho Tiên uống, có cái tên thuốc này nè, để các bạn yên tâm ha, là bác sĩ kê đơn cho Tiên uống đàng hoàng chứ không phải tự nhiên mà Tiên mua. Rồi các bạn yên tâm có thể ra hiệu thuốc tây mua cái hiệu này ha, dành cho bà bầu uống giảm ngán. Đây. Thì đây. Cái tờ thuốc của Tiên đâu rồi? Ủa sao thuốc bữa hổm để đâu rồi ta? Rồi, bây giờ nhiều quá. Bây giờ nhiều quá. Đây, thì thai của Tiên được bữa hổm uống thuốc này á là thai được 7 tuần rưỡi cả nha. Đây. À, bây giờ Tiên sẽ quay gần, chụp cái quay gần cho các bạn coi nha. Đây nè cả nhà ơi, thì đây là chính là cái phiếu thanh toán với cái đơn thuốc với lại cái thử máu của Tiên hồi hôm lúc Tiên thai được 7 tuần 2 ngày nè cả nhà. Đó. Đây là những cái mà xét nghiệm ở chỗ cái bác sĩ đó, người ta cho mình xét nghiệm kiểm tra xem mình có bị rubella không, hoặc là cái gì HIV, hoặc là kiểm tra công thức máu đó, để kiểm tra xem người mẹ có bị bệnh gì mà lây truyền sang con hay không đó cả nhà. Đó, hôm đó là bác sĩ cho Tiên làm xét nghiệm đó luôn. Rồi, rồi đây tiếp theo là cả nhà, là đây là chính là đây là thuốc sắt nè cả nhà. Đó, hôm đó bác sĩ kê thuốc sắt cho Tiên uống luôn. Đây nè, mỗi ngày uống một lần, tối một viên, là kê cho Tiên 2 tuần. Nè, Engalit gì nè, Engalit lút. Nè, Engalit lút nè cả nhà, Engalit lút. Đó, nè ha. Đây là to thuốc bác sĩ cho Tiên á, uống thuốc sắt. Nè, Engalit. Đây, nè, Engalit lút đó. Đó, là thuốc sắt nha cả nhà. Rồi, tiếp theo này nha, tới cái canxi. Đây là canxi răng, canxi nano, mỗi ngày uống một viên luôn ha, sáng một viên. Đây chính là cái canxi nãy Tiên cho cả nhà coi đó. Đây nè. Nè, cầm lên nha. Đó, răng canxi nano, sáng một viên. Đây. À, canxi thì mình phải uống buổi sáng nha cả nhà, không có uống buổi chiều tối được đâu, tại vì như vậy sẽ làm cho mình bị sỏi, bị sạn thận gì đó. Đó, bác sĩ dặn vậy. Và đây chính là thuốc giảm ngán nha cả nhà. Đây nè, Ruzena. Đó, ngày uống một lần 2 viên vào buổi tối, thì bác sĩ cho Tiên một hộp là 30 viên. Đây, Ruzena. Đó, Ruzena đây. Đây tính là thuốc giảm ngán nha cả nhà, tối uống 2 viên thì rất là khỏe luôn. Và nói chung là giảm 70% ngán đó cả nhà nha. Cả nhà nhìn cho kỹ nha, đây là đơn thuốc á. Đó, đơn thuốc Tiên đi khám bác sĩ cho về, chứ không phải tự nhiên mà đi ra tiệm thuốc tây mua đâu. Tại vì bầu mà tự nhiên ra tiệm thuốc tây mua là uống bậy bạ là không có được. Nên là đó, đây nè, Ruzena đây nè, Ruzena đây. Đó, cái hộp nó như vậy nè nha cả nhà, cái hộp nó như vậy đó. Đó, cái hộp nó như vậy đó. Rồi cả nhà chụp hình lại nha, các bạn nào mà đang ngán bầu, ngán dữ dội như Tiên á thì mua uống nha.
các bạn yên tâm nha, đây là cái toa thuốc của bác sĩ cho, chứ không phải là tự nhiên mà đi mua nên là không có ảnh hưởng gì đến bầu đến thai hết đâu, yên tâm nha. Đó, Tiên chia sẻ cái toa thuốc của Tiên cho mọi người á. Thì hôm đó Tiên đi khám thai, thuốc uống, thử máu, siêu âm rồi này kia, hết tổng cộng rồi bạn biết nhiêu không? Hôm đó là Tiên đi khám tổng cộng hết là 1.143.500 này cả nhà. Bác sĩ hiện hai tuần khám lại nè. Thì những cái tuần đầu á, thai kỳ á, là hai tuần phải đi khám một lần để kiểm tra tim thai. Đó, đây đó, hôm đó Tiên đi khám bệnh vào ngày 20 tháng 3 nè cả nhà. Đó, đây 1.143.500 đi khám xong nghèo luôn cả nhà ơi. Thì bác sĩ Nghĩa chỗ Tiên cũng rất là nổi tiếng, thấy cũng có nhiều người đi khám lắm á cả nhà. Đó, đó thì cả nhà ơi, Tiên đã chia sẻ cái đơn thuốc giảm ngán cho những cái mẹ bầu nào mà đang bầu ốm ngán nhiều như Tiên á, thì nên mua uống nha, rất là khỏe luôn, giảm được 70% ngán luôn. Đó, thì Tiên xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Nếu mà cả nhà thấy hay, nhớ bấm like và chia sẻ để cho nhiều cái mẹ bầu đang ốm ngán á, vật vã như Tiên hồi trước đây á, biết tới để mà mua uống nha cả nhà, rất là tội nghiệp luôn á. Tiên trải qua Tiên biết khủng khiếp luôn, ăn không được, nằm không được, ngồi không được, ngủ không được, không làm gì được, uống nước cũng ói, nói chung là kinh khủng lắm. Đó, nên là mọi người nhớ chia sẻ nha, để nhiều mẹ bầu có thể biết tới mà mua uống nha, rất là tội nghiệp á. Thì Tiên xin kết thúc video tại đây cả nhà, cảm ơn cả nhà đã xem video. Xin chào và xin hẹn gặp lại cả nhà, bye bye.